Môn Kiều mất trí nhớ trên màn ảnh cổ trang Hoa Ngữ, dễ thương như Lục Khó Ở, hóa cho nam như Ngân Đù. Mất trí nhớ là những tình tiết thường không thể thiếu trong những bộ phim truyền hình. Trong thể loại cổ trang cũng được coi là những gia vị ăn kèm không thể thiếu giúp tăng hương vị khó quên cho khán giả. Mỗi phim sẽ có mỗi tình huống mất trí nhớ khác nhau, cũng đưa lại những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho mỗi khán giả. Thứ nhất, mất trí nhớ dễ thương như Lục 8 tuổi. Lên sóng cuối năm 2019 đầu năm 2020, bộ phim Cẩm Y Chi Hạ gây bất ngờ lớn với khán giả khi tạo được thành công vang dội dù tác phẩm này trước khi ra mắt không được nhiều kỳ vọng. Nhân vật Lục Dịch do Nhậm Gia Luân đảm nhận, khi đó nhận về nhiều sự yêu mến của khán giả. Anh chàng đã được thiện cảm khi vào vai một cẩm y vệ khó tính, thường xuyên cau có, mặt nhăn mày nhỏ đến mức khán giả đặt cho biệt danh Lục Khó Ở. Vì thế khi anh chàng mất trí nhớ khi trúng độc và trở về trạng thái trẻ con, khiến khán giả vô cùng thích thú. Anh không cáu giận cau mày mà giống như đứa trẻ thường xuyên làm nũng Viên Kim Hạ. Anh còn khiến tình địch tức giận mà không làm gì được khi công khai ngủ chung với Kim Hạ mà chẳng hề hàn gì. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà đông đảo khán giả yêu mến anh chàng Lục Dịch hả hê, bởi cũng có một ngày Lục đại nhân bớt cao có và trở nên đáng yêu vô cùng. Cũng nhờ khả năng biến hóa nhân vật tài tình, Nhậm Gia Luân cũng được đánh giá cao khả năng diễn xuất hơn trong lòng khán giả. Thứ hai, hóa cho nam như Ngân Đù. Đã không nói đến thì thôi, chứ nói đến rồi mà không nhắc tới anh chàng Lý Thừa Ngân, Ngân Đù của Đông Cung chắc hẳn là thiếu sót rất lớn. Hắn lợi dụng tình cảm của Tiểu Phong để chiếm đoạt Giang Sơn, chỉ trong một đêm khiến nàng rơi vào cảnh nước mất nhà tan, thậm chí còn chứng kiến tận mắt Cố Tiểu Ngũ hại ông ngoại mình. Quá đau đớn, nàng nhảy xuống dòng Vong Xuyên, Cố Tiểu Ngũ cũng nhảy theo để quên đi tất cả, nhưng định mệnh lại sắp đặt khiến Tiểu Phong gặp lại Lý Thừa Ngân. Từ đó cả hai bắt đầu ngược nhau tơi bời, đến khi Tiểu Phong nhớ lại Lý Thừa Ngân ghen tuông với Cố Tiểu Ngũ vì không biết đó là mình, anh chàng lại gây nên nỗi đau mất sư phụ Cổ Kiếm. Nàng phải tự mình gieo xuống thành nhưng không thành, khiến Tiểu Phong mất đi á độ. Thứ ba, mất trí nhớ được mong chờ như Tố Tố. Có lẽ tình tiết được mong đợi nhất trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chính là Tố Tố nhảy Chu Tiên Đài và trở lại làm Bạch Thiển Thượng Thần. Vì quá đau khổ, Bạch Thiển quyết tâm uống tiên dược để quên đi quãng thời gian đau khổ. Cảnh này được khán giả hả hê không kém khi muốn ngược Dạ Hoa lên bờ xuống ruộng vì không bảo vệ được nàng, khiến Dạ Hoa có màn truy thê khắp tứ hải bát hoang. Thứ tư, trở thành đứa trẻ ham ăn như Âu Dương Tử Ngô. Mỗi lần mất trí nhớ nhân vật trong phim Tiểu Nữ Nghe Thường sẽ khiến khán giả phải nhìn bằng con mắt khác khi biến con người hoàn toàn khác. Âu Dương Tử Ngô từ một vị vương gia cao ngạo, lạnh lùng biến thành một đứa trẻ ham ăn bánh bao. Không những thế còn suốt ngày vui chơi bên cạnh Tạ Tiểu Nghê để cô nàng trang điểm giả gái. Thế nhưng khi trí nhớ hồi phục, anh chàng lại chẳng nhớ nổi những ngày vui vẻ trong Tạ gia và Tiểu Nghê. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!